Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục lên máy cho bác đây. Đợt vừa rồi em về nhiều T-9 với T-8, 119 rất là nhiều các dòng máy khác. Không có thời gian để lên video từng chiếc một, nên rất nhiều bác yêu cầu em là lên từng chiếc một. Thì hôm nay không có thời gian lên được thì cũng rất mong bác thông cảm nhé. Bởi vì hàng em thì chủ yếu là phục vụ những khách quen và những khách mà đã tin tưởng cửa hàng rồi, đặt máy trước rồi. Cho nên là chỉ cần gửi qua hình ảnh này các bác bốc đi luôn. Đấy, thì hôm nay mới có thời gian thư thả để quay video được. Thì hiện tại thì nhà em vẫn đang đầy đủ mặt hàng như bếp ga, bếp từ. Đấy, rồi thì máy rửa bát phòng dòng phân khúc bình dân, rồi máy giặt. Đấy, thì còn rất là nhiều. Đấy, đầy đủ các mặt hàng, không thiếu gì cả. Đấy, thì các bác cần mua những mặt hàng thì bác cứ alo cho em. Đấy, thì trước mắt qua đây là một con T-8 màu mận 9. Màu mận 9 này ở trong dòng T thì được đánh giá là màu đắt nhất cũng như là màu hiếm nhất. Một lô xác suất của hiện của nó thì hầu như là 50 con thì may ra nó mới xuất hiện được 1 đến 2 con. Cho nên là cái màu này rất được nhiều bác săn đón, bởi vì cái màu này nó đẹp và nó sang. Đấy, và đặc biệt màu nó là màu đồng. Một lát nữa em sẽ quay cho bác màu đồng. Đấy. Thì trước mắt các đây là một con T-8 màu mận. Máy thì nó là hàng lô, nhưng mà chất máy thì em bao cho bác nó đẹp như mới luôn. Đấy, nó đẹp như mới luôn. Đấy. Hai bên trong không ố gì gì, không bị cạn canxi. Chất máy thì còn sáng sủa, gioăng thì xanh đét em đẹp. Đấy, gioăng xanh đét em đẹp. Vách ở hai bên hông đây. Em đã quay hốc vách. Hai vách bên hông trước sau đây. Đấy, băng dính còn chưa kịp tẩy. Băng dính còn chưa kịp tẩy. Zin toàn tập nhá. Đấy. Tôn vách zin đét em đẹp. Nói chung một con máy thì miễn trên. Về nó về độ đẹp thì miễn trên. Hàng em cam kết hàng zin tuyệt đối, không động chạm, không sửa chữa, không lai tạo đồ. Sai trái ở nhà em bất cứ mà hàng mà em bán sai trái quá, các bác cứ alo cho em mà được tặng 10 triệu, dù bất cứ là mà ít tiền hay nhiều tiền đều em đền 10 triệu và kèm một lời xin lỗi và tặng không chiếc máy cho các bác nếu như là hàng xa. Đấy, các bác hiểu vậy. Hàng em tuyển tập là toàn bộ là hàng đẹp, hàng chất bán cho các bác. Cho nên là các bác cần những cái mặt hàng gì thì các bác cứ alo cho em. Chiếc này thì em bán giá rất là bình dân thôi, thì một lát em sẽ nói đấy. Và em nhà em có bán cả túi viên rửa bát nhé, 350.000 một túi thì dùng được 5 tháng. 150 viên này thì dùng được cho 5 tháng, mỗi ngày 1 viên. Đấy, con này thì zin toàn tập đẹp miến bản rồi. Đấy, đẹp miến bản, quay cho tem bác quay năm luôn. Đây, con này thì đắt 2015. Đấy, LBT-8 chữ T là ký hiệu cho màu lâu. Đấy, ký hiệu cho má màu của nó. Đấy, hàng đẹp sắc nét nghiêng thành, một món quà đáng để các bác mua tặng các chị mấy các cô các bà đấy, mấy bố mẹ nhân dịp 20 tháng 10 sắp đến rồi. Đấy, để tri ân những người sinh thành cho mình và thưởng cho tự cũng làm một tự thưởng một món quà cho gia đình của mình hay là cho người vợ cùng mình làm lũ vất vả rồi. Đấy, thời gian đấy để cho các chị các cô các bà pha ấm nước chè sau mỗi bữa cơm xong. Hàng này thì nó đẹp rồi, mấy hai là máy này là máy to. Đấy, dùng gia đình đông người không sợ. Con này nó rửa được cho từ 10 người đến 12 người. Đấy. Đấy, em đã giải thích nhiều video rồi. Đấy, bên trong này thì để được 14 chiếc bát con, dưới thì cốc uống rượu thì để được, không biết bao nhiêu cốc uống rượu, phải để tầm mười mấy cốc uống rượu. Đấy, ô tô thì để 8 tô. Đấy, đĩa thì xếp bên này 8 đĩa, đũa thì vặt cho đôi đũa. Còn rửa lồi đơn giản bác rút được ra. Đấy, để lồi bên trong. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đấy, trước khi ăn thì rửa lồi trước đi, ăn xong lồi nó khô là bắt đầu là ra rửa bát, thế là xong luôn một công đôi việc. Đấy, dùng thêm viên rửa bát cho nó thơm tho. Đấy, máy nhà tất cả mặt hàng em đều hỗ trợ bảo hành 1 năm và hỗ trợ sửa chữa trọn đời, tức là trọn đời dùng máy mà em hỗ trợ sửa là không bao giờ tính đầu phí nào luôn. Đấy, các bác mua giá thợ hay giá bảo hành thì đều để em phục vụ hết. Đấy, có bác mua giá máy giặt mà giá thợ đấy không may lay máy hỏng điện, em chỉ muốn các bác biết được luôn, nên là bác cảm ơn. Đấy là cái tình cảm rất là quý, nên nhà em kể cả thợ mà mua hàng em mà không biết sửa chữa chẳng may hỏng gì cứ alo cho em sẽ hướng dẫn sửa chữa. Nhưng đấy là em chỉ phục vụ cho khách mua hàng nhà em, chứ em không phục vụ cho những cái bác mà không mua hàng em, vì dĩ nhiên là em không đi bác cùng vài hàng tổng rồi mà em cũng không có thời gian để làm như vậy. Đấy, cho nên là rất mong các bác thông cảm nhé. Em phục vụ các bác nào mua hàng nhà em thôi thì em hỗ trợ sửa chữa. Đấy, qua điện thoại hướng dẫn là tự sửa luôn. Đấy, các bác lấy hàng cần mua bán mặt hàng gì thì cứ alo em ra số điện thoại em ghi sẵn cái màn hình rồi. Giá chất này thì chỉ có vài triệu, rất là bình dân thôi. Các bác lấy thì cứ alo cho em. Em chào các bác nhé.